hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe địa hình đến từ thương hiệu của Đức, Coupe. Và chiếc xe được trang bị khóa hành trình giảm xóc trên tay và bộ phanh dầu thể lực nguyên bộ group của Shimano Alivio các bác nhé. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu đỏ đen. Em đánh giá chiếc xe trên 90% về độ mới, khá là mới đây, hầu như không có một vết xước nào đáng kể. Như các bác thấy đây, đây là được nước sơn của xe màu đỏ đen, màu rất là thể thao. Chiếc xe dòng địa hình này phù hợp các bác à đam mê đi phượt những đường gồ ghề, leo núi. Đây là những chữ trên thân xe đây. Combo Ship Pro. Còn ở phía bên trên vẫn là màu đỏ đen, tông màu đỏ đen hài hòa trên thân xe. Khóa hành trình giảm xóc trên tay, vâng, có thể chốt vào. Chủ trước họ đã nâng cấp lên bộ tay nắm của Gian, tay nắm nguyên bản của Gian này, chính hãng. Bộ bộ tay bấm xả của Shimano Alivio, bộ tay bấm 9 tầng bên líp và 3 tầng bên đĩa, và cùng với đấy là bộ phanh dầu thủy lực của Shimano, phanh dầu thủy lực các bác nhé. Khóa hành trình giảm xóc trên tay thì sẽ khóa bên này. Khi các bác ấn bên trên thì khóa nó sẽ không hoạt động nữa, giảm xóc không hoạt động. Các bác có thể đi đường phẳng nếu không cần độ nhún của giảm xóc, để xử lý trên tay được. Bộ vành phản quang, vành phản quang các bác nhé. Đường tối các bác có thể yên tâm với bộ vành này. Sử dụng bộ lốp 26 x 1.95, bộ lốp thông dụng, rất dễ thay thế của dòng xe địa hình. Và lốp Maxxis đây, lốp hiệu Maxxis. Ở phía bên này thì đây là đùi đĩa, đùi đĩa trục rỗng, trục rỗng của Shimano Alivio. Gạt đĩa cũng của Shimano Alivio, đồng bộ theo nguyên bộ group của xe. Bộ vành sau cũng là vành phản quang các bác nhé. Đây, bộ vành phản quang đây. Bộ líp 9 tầng của Shimano. Xích và líp thì đều nguyên bản theo xe. Và củ đề cũng đồng bộ theo xe Shimano Alivio. Phanh được trang bị bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Đây, như các bác đây thấy đây, phanh dầu thủy lực của Shimano cao cấp. Đây, phía bên này của xe.
Em sẽ đo chiều cao xoay đứng. Xe có chiều cao xoay đứng là 40-44. Phù các bác từ 1m6 đến 1m7. Có thể đi vừa chiếc xe này. Giờ là em đã đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Bộ lip 9 tầng của Shimano. Lên lip nguyên bộ group của Shimano Alivio. Khởi động rất tốt các bác nhé, xuống lip. Xuống đĩa. Lên đĩa. Đùi đĩa trục rỗng 3 tầng của Shimano Alivio. Và gạt đĩa của Alivio. Vâng, xe chuyển động rất là tốt các bác nhé. Một dòng địa một chiếc xe địa hình Coupe mang thương hiệu của Đức. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe mang thương hiệu của Đức, chiếc xe địa hình Coupe. Chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano Alivio, đùi đĩa trục rỗng và khóa hành trình giảm sóc trên tay. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 7,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Xe Đạp và nhớ chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.